Vâng, kính chào các bác đã quay trở lại với kênh YouTube Cốc Cốc Audio. Kính thưa các bác, thì như các bác cũng đã biết thì những dòng sản phẩm CBL mà sách tay từ bên Mexico về thì nó có hai mẫu. Nó có hai mẫu và mỗi một mẫu thì nó có hai mẫu, mẫu ST200 và ST200 Plus. Thì mỗi một mẫu như vậy, mỗi một model như vậy thì nó có hai mẫu, đó là mẫu hở phân tần đấy, mẫu hở phân tần và mẫu đóng hộp. Thì đây là cái mẫu ST200 Plus hở phân tần, đây là mẫu ST200 Plus hở phân tần đây. Vâng, vì sao những cái mẫu ST200 Plus hở phân tần như thế này thì lại để phân tần rất là to và hở bên ngoài thế này? Tức là những cái phân tần này ở bên trong, ở bên ngoài này, đó là những cái phân tần hở để làm cho những đôi chép này có thể trở kháng của nó rất là cao và đánh không sợ bị cháy. Và những dòng phân tần này thì có một tụ điện, một cuộn cả và một trợ sứ, cộng thêm một cái này thì em cũng gọi là cái tụ điện nhưng mọi người hay gọi nó là cái bọ, nhưng mà thực chất ra nó là cái tụ điện. Đấy, nó vẫn là một con trợ điện. Và với dòng loa chép này, phân tần nó hở ra ngoài, đó là phân tần không khí nó hở ra ngoài, và những cái dòng loa chép mà đóng thùng thì nó là những cái phân tần bậc 1 và nó là những cái phân tần kín. Cho nên là rất là nhiều bác hỏi vào sao lại bên trong thùng phân tần nó lại như vậy. Vâng, phân tần nó là phân tần bậc 1, bậc 2 và bậc 3 nó như thế nào. Đấy. Vâng, và đây là cái phiên bản JBL ST200 Plus và trở kháng là 8 ohm và công suất cực đại của nó là 400W. Và chúng ta nghe thì nghe rất là đã tai. Các bác oánh trực tiếp từ cục đẩy công suất hoặc là trực tiếp từ âm ly ra không bao giờ sợ cháy, vì đây là phân tần không khí. Rồi, phân tần không khí và để lộ ra ngoài thế này. Và nó rất là bền. Những dòng loa chép này nó rất là bền. Đánh những giải cao thì nó không không sợ bị cháy hoặc là không sợ bị chết phân tần. Đấy, nó cực kỳ là bền. Với những dòng sản phẩm này thì bên em đang bán với giá là 1.950.000 đồng bao ship toàn quốc. Và mọi thắc mắc thì các bác cũng có thể gọi điện thoại về số điện thoại đang hiển thị lên trên màn hình, hoặc các bác có thể comment và để lại bình luận bên dưới, hoặc các bác để lại số điện thoại thì bên em sẽ gọi điện trực tiếp cho các bác để trao đổi được và hướng dẫn các bác cách thức đặt hàng. Một trong những dòng chép rất là hay và rất là sang giá của JBL ST200 Plus này. Vâng, và với những dòng chép này thì các bác có thể kết hợp được rất là nhiều loa, rất là nhiều dòng loa như là loa BMB, hay là kể cả các bác đánh loa full, các bác có thể kết hợp cùng với loa full. Khi loa nhà các bác bị thiếu những cái giải chép, các bác có thể
đánh cùng kết hợp cùng với loa full được. Vâng, và với dòng ST200 Plus mà họ phân tần này thì các bác nhìn, các bác cũng có thể nhìn thấy nó rất là bướng. Đấy, cực kỳ là bướng. Nhìn nó có vẻ rất là đồ sộ và nó có một cái gì đấy nó rất là bướng luôn. Nhìn nó rất là giống với lại một cái con ngựa. Đấy, cực kỳ là giống. Vâng, và video của bên Cốc Cốc Audio chúng em xin được khép lại tại đây. Và em xin kính chào và hẹn gặp lại các bác. Các bác hãy nhớ đăng ký kênh, bấm chuông để nhận những video, những sản phẩm mới nhất từ bên Cốc Cốc Audio chúng em nhé. Em xin cảm ơn, em xin kính chào và hẹn gặp lại ạ.